À, xin chào cô chú anh chị mình nha bữa nay á, thì em có ghi hình cho bà chị á, ở đây á, là ba con bò hai con cái một con đực khú nha anh chị thì à, bò này á, thì à, chị muốn bán hết luôn nha thì bán hết chuộng chuộng cái ba con là chị muốn bán hết luôn thì chị có nhờ em á thì à, anh chị mình mà cảm thấy mình ưng một trong ba con bò này thì anh chị mình alo cho em ha thì à, đầu tiên á, thì em sẽ giới thiệu cho anh chị mình là cái con bò cái sinter ha cái con tơ này thì em hỏi chị nhà chị nói là con bò này chỉ nuôi là 11 tháng rồi nha đó xá tích thì em kiểm tra thì nghiêm chỉnh thì bò này thì chị chứ chưa có sổ giàm nha cũng có mượn ta mà ta đi làm không chị trinh là chưa có sổ nha thì anh chị mình có mua thì em sẽ đến đây em sẽ sổ dùm cho anh chị mình nha đó cái con bò bô tơ này thì nó không lan giá như vậy lông da đỏ mà khen đó chân kiền khú anh chị cái con Sinter đầu tiên này thì nó cao là 1m15 bò nha anh chị đó 1 m 15 bò ha bò này thì nó qua đen ha đó thì con bò này thì giá chị bán là 9 triệu 500 ngàn anh chị 9 triệu rưỡi nha đó là anh chị mình sẽ mua được bò cái Sinter còn cái con số 2 này là cái dòng anh siêu màu đỏ nha con này thì nó cao trên mét 2 bò nha anh chị đó con này thì dòng siêu màu đỏ đó, bò này thì cũng hơi thiếu nuôi nha anh chị. Đó, bò này thì anh chị mình đem về nuôi dưỡng thêm ha. Bò này chị bán là 12 triệu 500 nha. 12 triệu 500 nha anh chị. Anh chị mình mua được bò siêu màu đỏ nha. Bò này thì xá tích đóng nghiêm chỉnh đầu trụi nha. Siêu đỏ này thì nói là bò to nha anh chị. Bò này anh chị nuôi tới già chắc không ra sừng ha. Tại vì em thấy cái kiểu bò này nó như kiểu bò bô quá chị. Nó không có sừng anh chị. Đó, à, 12 triệu 500 ha thì à, em hỏi chị á, thì chị nói á, là anh chị cô bác nào mà muốn mua hết ba con á, thì chị bán hết ba con mà anh chị mình ít tiền á, thì chị tách ra chị bán nha đó chứ không bán chứ không phải là bán gộp hết lần nha anh chị còn cái con cuối cùng này á, là cái con đực khú nha con này á, thì em thấy là nó bị viêm da cũng hơi nhiều nha anh chị đó nó bị diêm da cũng hơi nhiều ha mà giờ còn thẹo nhiều nha chứ không phải là viêm da còn nổi nữa nha anh chị nó hết rồi nhưng mà cái thẹo em thấy nó hơi nhiều nha đó nó hỏi hai bên đồ nói chung là con bò này nổi nhiều thì anh chị mình có nuôi về nuôi dưỡng thêm á thì nuôi nha thì con này thì có nói là dòng cái dòng bò sinh khú nha anh chị khú khu đen á con này thì à, nó cỡ 15 tháng bò nha anh chị đó con này thì à, giấy bự ha dò cẳng được hoàn thiện xác tích được cũng nghiêm chỉnh nè đó nó nổi diêm da hơi nhiều đó giờ còn thẹo nha anh chị anh chị thấy không thẹo hai bên nó cũng hơi nhiều nha anh chị cái con này thì nó cao cỡ mét hai hai bò nha anh chị đó thì con này chỉ bán 12 triệu năm trăm ha thì mấy cái con bò này thì em mới hỏi chị nhà rồi nha thì anh chị mình muốn bắt hết á chị chị bán hết còn anh chị mình không đủ tiền thì bắt một và hai con gì nuôi ha cũng được thì chị nói là à kêu em quay á rồi anh chị nào mà mua á thì em đứng em bán dầm luôn thì anh chị mình quan tâm thì alo em nha